Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Thì trong clip này tôi sẽ tư vấn cho anh chị một số dòng máy pha cà phê để mở quán cà phê check away. Thì đối với các chủ quán, ngoài cái việc mà công suất cao ổn định ra thì cần có cái thời gian độ bền của máy móc phải đạt đúng tiêu chuẩn. Thì trong clip này tôi sẽ tư vấn một số dòng máy pha từ mức 20 triệu đồng, 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng để cho anh chị có cái sự chọn lựa về tài chính. Ngoài ra tôi sẽ nói thêm về cái công suất để cho anh chị chọn lựa cái mức mà mình theo mình là hợp lý. Thì tôi sẽ đi từ thấp tới cao. Thì cái mức mà anh chị đang đứng trước mắt là bộ máy pha cà phê của hãng Gemilite. Đây là dòng máy pha cà phê Gemilite CRM 3002B. 3002B là một trong những cái bốn cái series của tập đoàn Gemilite, gồm có là 3002A, B, C, D. Thì 3002B là một trong những series mà ổn định nhất và tốt nhất hiện nay. Thì tập đoàn Gemilite là một thương hiệu phân phối máy pha cà phê uy tín và chuyên nghiệp. Tất cả sản phẩm đều được chứng nhận an toàn, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sản phẩm Gemilite được Lyon Coffee bảo hành 12 tháng. Linh kiện thay thế nhập khẩu chính hãng luôn có sẵn tại công ty của chúng tôi. Thì trước mắt anh chị là bộ máy pha cà phê của Gemilite đầy đủ các nút, thì bao gồm như là vòi lấy nước sôi, rồi các phím chức năng, đèn LED, phím một chạm, điều khiển tự động, rất là tuyệt vời. Và bộ máy pha này thì công suất của nó là 120 ly một ngày, pha liên tục 1 giờ là 30 ly, hơn hẳn những cái dòng máy pha một rút với tầm giá phân khúc là 20 triệu đồng. Thì nếu mà trong túi anh chị mà đang có tầm khoảng 20 triệu đồng thì Gemilite CRM 3002B và bộ máy xay HC600 này là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Thì tôi xin nhắc lại, công ty cà phê Lyon đang phân phối bộ máy pha trước mắt anh chị là bao gồm máy pha, máy xay, dụng cụ pha chế, và đặc biệt chúng tôi sẽ tặng thêm 12 món với giá tầm chỉ 20 triệu đồng thôi. Thì nếu mà giả sử như anh chị nào muốn yêu cầu máy pha của Ý với công suất gấp 4 lần, công suất cao hơn, thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị hai bộ máy pha của Ý. Thì chúng ta sẽ đi qua bộ máy pha cà phê của hãng Carimali một rút. Thì Carimali là một hãng sản xuất máy pha thương hiệu nổi tiếng đến từ nước Ý. Thì công suất của máy pha là một ngày 480 ly, pha liên tục 1 giờ là 190 ly anh chị. Thì máy được làm từ chất liệu bằng từ thép và nhôm không gỉ, vì thế độ bền máy pha sẽ là tầm 10 năm nha anh chị. Thì bộ máy pha sẽ bao gồm là máy pha cà phê Carimali một rút và máy xay HC600 đang được công ty cà phê Lyon phân phối với mức giá tầm 50 triệu đồng. Thì độ bền của máy pha này sẽ là tầm 10 năm. Thì đến với công ty cà phê Lyon, ngoài cái việc mà bán máy pha ra, chúng tôi sẽ cung cấp cái giải pháp cho anh chị làm thế nào mà khấu hao tốt nhất trong suốt quá trình sử dụng. Thì nếu mà anh chị sử dụng máy pha này thì anh chị sẽ sử dụng được 10 năm nha anh chị. Đó. Với công suất là 90 ly một giờ, một ngày là 480 ly, đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu cao của anh chị. Thì anh chị có thể thấy trước mắt là cái kích thước của máy pha khá là gọn gàng. Nó cũng tương đương với thằng CRM 3002. Thì nếu như giả sử anh chị nào muốn máy pha mình to hơn, hầm hố hơn một chút thì sẽ đi qua sự lựa chọn tiếp theo. Thì cái sự lựa chọn này trước mắt chúng ta đang là máy pha cà phê Casadio NDC A1 đến từ hãng sản xuất là của Rubo Simali, một hãng sản xuất đến từ thương hiệu Ý. Thì Rubo Simali là trong ngành cà phê này ai cũng biết hết, và Casadio là trong là top 2 máy pha cà phê được bán chạy nhất trong năm vừa qua. Về công suất thì cứ tương tự như máy pha Carimali một rút là 480 ml một ngày, pha liên tục 1 giờ là 90 ml nha anh chị. Thì trên đây có đầy đủ các phím chức năng như là vòi đánh hơi, vòi lấy nước sôi và các phím điều khiển tự động ở trên hết. Ví dụ như anh chị cài 30ml thì nút này, 60ml, 80ml đó. Rất là các phím đa chức năng đó.
Thì máy này đang được công ty cà phê Lyon cung cấp nguyên một bộ cùng cả máy xay và những cái dụng cụ pha chế luôn, là tầm 60 triệu đồng là máy mới 100% nha anh chị. Còn máy cũ là khoảng tầm 45 triệu đồng. Thì đang có một thì chúng tôi sẽ demo cho anh chị cái cách pha cà phê luôn. Thì đây là bột cà phê ở trong tay cầm này. Đó. Sau đó mình sẽ bỏ vô họng máy pha thôi. Và xem cái chiết xuất dòng chảy lớp drama của máy pha cà phê. Đó. Thì khi mà anh chị mua máy pha, bất kể máy pha nào từ công ty cà phê Lyon, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy, cách pha cà phê tốt nhất theo công thức chuẩn, độc đáo, bí quyết của công ty cà phê Lyon để giữ được cái vị nguyên bản, nguyên gốc của cà phê pha máy sạch 100%. Đó, anh chị có thể để ý cái lớp chảy, dòng chảy drama của cà phê rất là dày. Thì dòng chảy dày này và sợi mỏng này là điều kiện đủ để tạo ra một ly cà phê ngon. Nếu như anh chị pha hoặc anh chị đi thưởng thức ở bất cứ nơi đâu mà không có lớp dòng chảy drama này thì anh chị sẽ 99% là cà phê nó sẽ không ngon nha anh chị. Đó, anh chị có thể thấy nè, nó rất là đẹp. Đó, dòng chảy rất đẹp. Rồi thì công ty Lyon sẽ chỉ cho mình cái cách pha làm sao mà để được cái dòng chảy, cái lớp drama kẹo và sợi dày mỏng, sợi mỏng và dày thế này. Đó, thì nếu như anh chị nào mà không thích máy pha một rút thì hãy đến với sự lựa chọn tiếp theo. Đó, anh chị sẽ có một sự lựa chọn tiếp theo là dòng máy pha cà phê Karimali 2 rút. Đó, đây là một thương hiệu đến từ Ý với công suất pha một ngày là 960 ly, pha liên tục 1 giờ là 120 ly. Đó, thì anh chị có thể sử dụng hai tay cầm này lắp vô hai họng máy pha này. Đó, để mình sử dụng, để mình pha liên tục. Thì combo này nguyên cả máy pha cà phê Karimali 2 rút và máy xay HC600 này và cộng với các dụng cụ pha chế này trọn bộ thì công ty cà phê Lyon đang cung cấp là tầm 65 triệu đồng nha anh chị. Sẽ đầy đủ hết, không cần phải mua thêm thiết bị nào hết. Ngoài ra thì công ty sẽ có chính sách bảo hành bảo trì là 12 tháng. Công ty sẽ cử kỹ thuật xuống để kiểm tra cho mình. Máy pha Karimali là một trong những dòng máy pha mà đang được nhiều chủ quán cà phê tin dùng hiện nay. Nếu như anh chị nào muốn cái bề ngoài kích thước nó lớn hơn thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một dòng máy pha cà phê 2 rút tên là Nova Simonelli. Thì nếu mà anh chị nào đang cần mua máy pha cà phê mở quán chắc là quay để trên quầy mà muốn cái sự hoành tráng, sự bề thế thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho mình. Thì máy pha Nova Simonelli FBA2 này với công suất pha một ngày là 960 ly, pha liên tục 1 giờ là 120 ly. Với hai họng rút, hai tay cầm này bỏ vô hai họng này và pha hai người thao tác liên tục hoặc là một người thao tác hai tay cầm. Đó. Với các phím rất là đã như thế này. Đó. Vò đánh hơi. Đó. Nova Simonelli FB2 là một trong những dòng máy pha mà bán chạy nhất trong phân khúc máy pha cà phê 2 rút trong năm vừa qua nha anh chị. Thì combo này, máy pha này cộng với máy xay HC600 đang được công ty cà phê Lyon phân phối với hai mức giá như sau. Giá mới 100% là 100 triệu đồng. Còn mức giá cũ xài rồi là tầm 65 triệu đồng nha anh chị. Đó. Thì trong clip này là tôi đã hướng dẫn cho mình 5 combo máy pha. Đó. 5 combo máy pha. Từ giá trị tầm 20 triệu đồng, 40 triệu đồng, 60 triệu đồng. Đó, để cho mình có cái sự lựa chọn tốt nhất. Anh chị căn cứ vào mức tài chính, rồi nhu cầu sử dụng và quy mô của quán cà phê chắc là quay của mình để chọn ra cái dòng máy pha nào mà mình thích nhất. Hoặc anh chị có thể gọi vào số hotline 1800 9450 để chúng tôi tư vấn cho mình mọi thứ để cho anh chị có sự lựa chọn sáng suốt. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này.